Đồ gỗ Bùi Tuấn xin chào các bác nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2023. Và trong clip buổi chiều tối hôm nay thì em lên giới thiệu cho các bác một siêu phẩm là một chiếc đĩa được khảm ốc Singapore cũ, chất liệu bằng gỗ chắc tà các bạn. Đĩa này thì em vừa sưu tầm được về xong các bác nhé. Đây là siêu phẩm luôn. Và đường kính của đĩa là 35 phân, dày là 3 phân 7. Các bác ạ, siêu phẩm luôn. Dưới đế thì là đế trúc. Đấy, các bác nào quan tâm có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại là 083-626-9 hoặc 0985-230-888 nhé. Và đây, đi vào chiếc đĩa siêu VIP này thì thực sự là bác nào mà chơi thật kỹ đồ tinh thì các bác lên cân nhắc chiếc đĩa này nhá. Đĩa này thì được khảm tích là tùng hạc. Đấy, tùng hạc các bác ạ, siêu phẩm luôn. Và ốc toàn là ốc vàng chanh, xanh hoa lý, không có cái cắm bất cứ một nguyên liệu nào khác. Nếu tìm thấy nguyên liệu nào khác thì em tặng luôn các bác chiếc đĩa này nhá. Đấy, siêu phẩm luôn đây. Ốc này thì rất chi là giá trị, mấy chục triệu một lạng các bác nhá. Đĩa gỗ chắc khảm ốc. Và đây là hình ảnh con hạc này. Đấy, các bác xem này. Từ cái mặt mỏ mắt rất thần thái, và cái đường tỉa lông này, từ các cái đồng tỉa lông tơ này, các cái tỉa lông bụng này, lông cánh này, phải nói là tuyệt vời luôn. Đây, và con ở dưới này. Đấy, các cái lông xếp vào nhau. Đấy, vàng chanh xanh hoa lý. Ốc già đanh luôn các bác nhá. Đây là mình hạc này đây. Đấy, có đeo không ạ? Đấy, chân này. Và từ các cái khóm trúc ở dưới này, các cái mỏm đá này, và trên này là thân cây tùng. Đấy ạ. Cắt rất chi là kỹ nhá. Đấy, thân cái tùng các bác xem này, cái tùng ra những cái tùng chính này, và ra các cái cành con này ạ, ra các cái dăm con này, y hệt như cây bonsai luôn, tuyệt đẹp. Và mọc lên đây và vắt qua đây. Đấy, mọc lớp trên này là lớp này, và mọc cái cành này xuống này. Đấy, và có những hình ảnh con bướm này bay này, và những cái cây hoa mai này, cây trúc này cài này, đây là những bông hồng này đây ạ. Đấy, các bác thấy cắt tỉa kỹ thuật không? Đấy, ốc vàng chanh xanh hoa lý nhá. Đây các bác xem này, nhìn thực tế, nhìn thẳng như này nhá. Đây, nhìn thẳng như này, và đây nhìn nghiêng ra này. Đấy, nó ánh đẹp không, nó như ngọc luôn đó, phải nói tuyệt vời. Và các bác xem, từ các cái dăm này, các cái cây, các cái dăm này cắt ra này. Đấy, các cái dăm cây này phải nói là quá kỹ, siêu kỹ luôn. Thì để mà đục cắt cái ốc ra, đục các cái nét bé như này nhá, rất khó và kỳ công các bác nhá, cực kỳ là kỳ công. Đấy, và đây là một trong những siêu phẩm. Đấy, vừa sưu tầm được, các bác nào mà mua về sưu tầm để chơi thì tuyệt vời. Vâng, và các bác hãy cân đối để sở hữu chiếc đĩa này. Và trên thị trường thì nó không thiếu các loại ốc các bác nhá. Ốc tàu, ốc Nhật, ốc Indo thì nhìn thì qua hình ảnh như này thì giống nhau lắm. Đấy, không, các bác sẽ bị nhầm lẫn các bác nhá. Nhầm lẫn, nó không đúng cái giá trị thực của cái sản phẩm. Và đây là đồ thật. Đấy, các bác xem này, quá tuyệt vời luôn. Và các bác hãy đăng ký kênh để liên tục ủng hộ và theo dõi những clip em đăng lên mới nhất nhé. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.